Đọc được nhiều quá đầm lại rớt đi. Có chữ uống chữ kẻ. Cái gì lạ nhỉ? Đóng đen luôn. Tưởng người vại ra đổ cho nó khô tí. Khô cái gì? Cho nó vậy xong rồi nó lên cái hết luôn đi. Bụi mãi à. Cái chỗ anh uống cái lá thế kìa. Thôi, đây đâu đi. Uống những đứa cháu đáy giờ. Đừng mãi nó cứ bắp hơi này. Nhà nó bây giờ là đến chiều 3 giờ thầy mới vào, thầy tắt cho cơ thì là nó khô. Chị cứ để trong chó nha chị. Chó nó rốt ra. Chó mày xong rồi mang ra để vào ấy. Để là chó nó hết hơi, nó rớt xôi nó ngon. Xôi nó không ngon đi. Xôi người ta tới một cái là người ta gọi ra ngay khô hột xôi. Nó giỏi cứ để đun như này là nó rớt xôi. Cái thứ là để đến chiều nào của nó rắn là vừa. Có ít quá xôi cũng khó, hôm nay chợ có bán xôi đâu. Giá mới là không có ai bán xôi đâu. Mình không đặt cũng chẳng ai ta làm. Chị cũng chưa bán. Không có bán này, không còn quê nữa. Rồi, hôm ba mươi Tết thì chả biết làm nước gà cùng thào bằng một chân, bằng một chân tí. Ủa là thứ hai, thứ hai cắt kính. Thứ hai em đi rồi. Thứ ba mới đi. À đâu tối thứ hai bay rồi. Ừ. Thế ngày mai chiều ngày mai... thứ hai. Ngày thứ hai nó mệt quá. Thứ sáu mới. Thứ hai mùng chín. Phải đi sáng, tắt sáng. Hư, bà đánh đòn bây giờ. Con để vui bớt bớt cái bát đi, đi quẩy cho mẹ. Lấy xăm à. Cái này xôi mấy cân? 3 cân mẹ cả đỗ chè nữa ấy. 3 cân cả đỗ. Cái này được 6 đĩa. Được ấy. 5 6 đĩa. Làm 4 đĩa này còn đâu vất ạ. Cho một túi mà phải. Còn đâu. Mình làm vậy thì nó được nhiều. Khi thì nó làm hàng nữa chỉ làm đang bóng thôi. Làm hàng thì nó xôi gạo nó không được ngon mấy. Nó chỉ từ từ cái là nó được thôi. Nó cứng hãn lắm. Nó được cứng. Mình làm này nó dền quá. Thì quá là lát nó dẻo. Chiều thì vừa ấy, sáng là thì vừa nhá. Đĩa thao đầy nhảy. Thao đầy đạn.
cứ nhấc cái đế ra. Nó không có cái hơi nước nóng ở trên dưới nữa thì ao nó vướng rồi. Cái cái được. Không được đâu con ạ, thôi cái đế. Cái. Thế vào con nọt cái đĩa. Có gì? Nhưng mà thôi cái này để đi tí mẹ cho tôi bắn vào trong nước đi. Bạn nhấc cái con xem cái ở dưới. Hay. Cái đĩa với lại kia. Đĩa trong bồng đây nè. Cho nó đỡ bồng lên nó chào đấy. À, cái thọt đấy. Để này nó sôi bồng thẳng lên. Ok, xong rồi sôi. Lúng trộn một tí xem. Bên nhà mẹ, bên trên dưới đây. Để con sao.